Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm chanh muối đơn giản ngay tại nhà nha. Chanh muối này là mình ủ được 1 tháng rồi nè. Rồi mình và các bạn cùng bắt tay vào làm nha. Nguyên liệu để làm chanh muối gồm có chanh. Chanh này là 1 kg nha. Muối hột, ở đây là mình sử dụng muối hột có từ 450 g. Cái này là phèn chua 50 g nha. Các bạn cho chanh vào thau rửa sạch nha. Cho chanh vào thau mình rửa cho sạch. Sau đó bạn hứng một cái thau nước khác, bạn cho hết phần chua vào, quậy cho nó tan, cho tan phần chua. Tiếp đến cái chanh này là bạn chà chanh nó cho nó cái vỏ chanh nó cho nó bớt, chà thật kỹ bạn cho nó bớt đắng bớt the, khi mà chanh muối mình ra nó bớt đắng và bớt the đó. Bạn dùng bạn chà với nếu như mà cái này là cái đồ mà để mà người ta mài chân á, bạn dùng mấy cái đồ mà nhám nhám như nè, bạn dùng những cái đồ nhám nhám như nè, bạn chà chanh đó, bạn chà chanh cho bớt cái vỏ ngoài. Bạn cho nó giảm bớt, khi mà chanh ra nó giảm bớt chất the. Như mà bạn không có cái đồ mài á, bạn có thể là mài ở dưới gạch vậy nè, dưới gạch vậy nè, nhưng mà gạch này thì nó hơi bị dơ, như nếu bạn mình kiếm cái miếng gạch xi măng đó bạn chà cũng được. Mình kiếm những cái thứ mà nó hơi nhám như là mình chà cái vỏ chanh, chà sạch cái vỏ chanh, nó chà bớt cái vỏ chanh. Bạn chà như vậy cho tinh dầu nó ra, cái phần nó tinh dầu nó sẽ làm giảm bớt cái vị đắng của chanh muối. Sau khi mà bạn nói không, sau khi mà bạn vừa mài xong á, bạn cho vào thau phèn chua, mình cho tiếp và cho hết phần chanh. Vậy là mình đã chà xong hết cái phần chanh này. Ngâm vào phèn chua. Sau khi ngâm vào phèn chua xong á, mình vớt ra và chanh như vậy khi mà chanh muối nó ra nó sẽ bớt the. Cái này tại mình chà số ít thì mình chà như vậy, còn như mấy người mà người ta chà số nhiều người ta sẽ bỏ vô một cái bao lưới á, và chà nó sẽ lẹ hơn nha. Vớt chanh ra. Sau khi chanh xong rồi á, mình lấy chanh ra một cái gỗ. Mình đã đem phơi cho chanh nó thật là khô ráo nước nha. Đem phơi chanh. Mình bắt nồi lên bếp cho khoảng 600 ml nước. Tiếp đến phần muối hột, bạn cho khoảng 200 g muối hột. Cho khoảng 200 g muối hột. Sau đó bật lửa lên nấu cho muối tan hết. Nấu cho phần nước sôi và muối tan hết.
đi với hả, nước sôi muối tan hết rồi bạn cho chanh vào, cho chanh vào luộc sơ nha. Nấu đến khi á hả nước sôi lại là được, cho nước sôi lại. Chanh á ha vừa sôi lại mình tắt bếp nha. Cái này bạn chỉ luộc sơ thôi nên á hả khi mà bỏ chanh vào rồi chanh vừa sôi lại bạn tắt bếp, sau đó vớt chanh á hả cho qua thau nước liền. Vớt chanh đó ha, cho qua thau nước. Ngâm chanh liền trong thau nước. Nước lạnh rồi á, mình nó đổ chanh ra gỗ đó, để chanh cho thật ráo nước. Rồi bạn để nó cho chanh thật ráo nước. Tiếp đến bạn bắt một nồi nước khác, cho khoảng 1 lít rưỡi nước vào. Sau đó cho hết cái phần muối còn lại. Và mình bật lửa lên, nấu cho sôi. Đến khi nước sôi lên muối tan hết á mà, rồi mình tắt lửa để nguội nha. Mình sẽ cho chanh vào hũ. Chú ý là cái hũ nó phải thật là khô, thật là ráo nước. Chứ nếu mà cái hũ hả nó bị ướt thì là cái chanh đó của mình nó sẽ bị hư. Cho chanh vào hũ. Bạn dùng một cái vật nặng bạn cho vào, rồi bạn chế nước vô. Nước bây giờ của mình, nước muối bây giờ nó cũng đã nguội rồi nè. Bạn dùng cái vật gì nó nặng đè xuống rồi nè, nặng nước chanh nó hả nó ngập hết cái mặt chanh. Mình cứ để chanh nó nổi lên. Rồi cuối cùng đó là mình để nắp lại. Vậy là mình đã làm xong cái hũ chanh muối rồi đó. Vậy là bây giờ mình ủ trong vòng 1 tháng thì hả chanh muối mình sử dụng được. Bây giờ hả là chanh muối mình đã ủ được 1 tháng rồi nè. Nước hả nó đã vàng, chanh nó cũng đã vàng trong lại nè. Mình dở chanh ra nha, dở hũ ra. Cái bọc nước ra. Hôm nước nó không có bị nổi dán. Bây giờ nó rất là mềm luôn. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm chanh muối đơn giản tại nhà nha các bạn. Hy vọng là với những chia sẻ của mình nó sẽ giúp ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn thành công.